Đen đây, lên đây ngồi trên này. Cho ông vào ngồi kia. Vâng. Anh lên đây ngồi đi, ông vào kia ngồi. Em cái gì? Vâng. Đeo đồ để lên nóc. Đi cái gì đó. Anh lên trên đi để ông. Đây. Anh phải ngồi cách cửa cơ. Đấy. Đi qua đây. Đâu? Ngồi đây, tao ngồi đây được. Tao đứng được. Đi xếp thử á. Ủa, anh chưa lấy đâu. Thế này mới ngồi được này, phản cũng được này. Lên xuống đây em ơi. Ai khỏe thì xuống đây nhá. Ngồi chồng với nhau thôi. Đừng con. Em trai nào đâu, xuống đây. Bỏ dép này đây đi. Bỏ dép ở đấy đi. Ôi, chạy lên nóc rồi. Để đấy đi. Ngồi chân lên. Ra hàng sau này này. Ra hàng sau cùng đây này. Ô, cái này cũng vào được rồi đấy. Mở nhỏ em. Mở kính ra đi. Mở cửa này ra đi coi. Cái ở bên trong là mấy năm người, nó xe nhỏ nó ngồi cùng đi. Cứ mở cái này ra. Ừ, bảo đến nặng. Đồ của em phải. Nguyệt ơi, mày đi chuyến sau đi, mày mà không lên à? Thêm một chỗ không chấm đi. Được rồi, hai người. Lạnh quá. Thêm con đi nữa. Em đi rồi em gửi đấy, anh ta phải giải quyết trách nhiệm cho người ta chứ. Trách nhiệm cái gì?
đợi cái gì, gọi anh thì tạt đơn đến giờ rồi, bao nhiêu phút rồi anh xem thời gian đi đợi bao nhiêu phút rồi. Em ngồi vào hàng ngồi cạnh cái em bé kia. Không kéo nhận thì thôi. Đấy, đấy.